Xin chào tất cả các bác. Em là An. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác bộ dao chống dính 4 con ở đây các bác nhá. 4 mẫu dao. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu tới các bác lần lượt các mẫu dao từ trái sang phải. Đầu tiên đó là mẫu dao Thái Lộc G17TDD. Mã của sản phẩm này là G17TDD các bạn. Mẫu này là mẫu mà đang làm mưa làm gió của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Trong đơn hàng nào cũng có luôn, bác nào cũng thích cái con này luôn. G17TDD đang rất là cháy hàng. Đấy, các bác thấy lý do là thứ nhất là vì nó đẹp đúng không ạ? Thứ hai là mẫu này khá là đa năng. Đa năng là như nào? Cái lưỡi dao này nó vừa mỏng. Đó, vừa mỏng để mình có thể thái được. Xong rồi nó lại có mũi nhọn nữa, mình lại vừa có thể lọc được. Lọc những cái gì ạ? Lọc gà, lọc vịt này, lọc cá này. Đấy, rồi là lọc thịt này. Là con này khá là ok các bác nhá. Nó vừa phải, có nghĩa là nó cầm tay này. Các bác nhìn này, cầm rất là vừa phải đúng không? Nó không quá to cũng không quá nhỏ. Nên là mẫu này rất là đa năng. Đấy, thái gọt rau củ được, thái thịt được, lọc được nữa. Đấy, mẫu này đang là mẫu mà bán khá chạy luôn. Khá chạy của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Đó, G17TDD. Một mặt có đánh chống dính các bác nhá. Đánh chống dính hoa văn này. Còn mặt này là sẽ là mặt trơn các bác nhá. Đó, sẽ là trơn như thế này. Đây, lưỡi dao thì có chữ dập chìm HTX Gia Phúc Sen, thương hiệu của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và có tem chống hàng giả dán ở đây luôn. Tem chống hàng giả ở đây. Đó, mình cái này là mình khi mà mình nhận hàng ấy, mình kiểm tra đúng đủ thông tin như thế này thì các bác nhận hàng nhá. Còn nếu như mà không có những cái này thì không phải là hàng của bên hợp tác xã Gia Phúc Sen đâu các bác nhá. Đó, mẫu G17TDD đây ạ. Đó, mẫu dao Thái Lộc của bên em. Đó, rồi ok. Tiếp theo, ở trong bộ dao chống dính này là em muốn giới thiệu tới các bác là một cũng một mẫu dao Thái Lộc nữa. Nhưng mà mẫu dao Thái Lộc này nó sẽ to hơn, to bản hơn. Đó là mẫu đề ba chống dính. Đây ạ, đề ba chống dính. Đó, mã của sản phẩm này là N12TDD các bác nhá. N12TDD. Đó, các bác thấy không ạ? Cái phần lưỡi dao ấy thì nó hơi vát xuống. Các bác thấy cái con đề ba của bên em ấy, đề ba thì cái mẫu này nó sẽ theo dáng của đề ba, nhưng mà nó sẽ có đánh hoa văn chống dính và cái bản của nó to hơn các bác nhá. Về đề ba thì nó chỉ dài vào khoảng lưỡi là 17-18 cm thôi, nhưng mà mẫu này nó sẽ dài hơn đấy ạ. Nó sẽ vào khoảng là 19 lưỡi dao ấy, nó sẽ dài là 19-20 cm và rộng bản ở đây thì nó sẽ là 5,5 cm. Đó, rộng bản ở đây là 5,5 cm các bác nhé. 5,5. Cái độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng là 1,5-2 ly. Đề ba mà, đề ba nên là thường dùng để thái lọc cá, làm cá là tốt nhất. Đấy, đề ba. Ngoài ra thì mình vừa có thể là mình thái thịt được. Đấy, thái thịt được rồi là thái rau củ được này. Đấy, đây là mẫu đề ba. Nếu mà các bác mà chuyên dùng để làm cá ấy, thì mình lên dùng con này. Lên có một con đề ba như thế này, vừa lọc được này, xong rồi mình đánh vẩy nó được luôn. Đề ba. Đó, N12TDD các bác nhá. Mã của sản phẩm này là N12TDD. Rồi tiếp theo ở trong bộ này đó sẽ là một con dao chặt gà. Mã của sản phẩm này là CG03TDD. Đó, các bác thấy chưa? Cái lưỡi dao đây em xoay các góc cho các bác nhìn nhá. Đây là lưỡi dao chặt gà. Mặt sau của sản phẩm đây cũng trơn như thế này luôn các bác nhá. Này, em lại gần cho các bác nhìn này. Đó, lưỡi dao có đánh hoa văn chống dính này. Mẫu này là mẫu mới, mẫu dao chặt gà mới của bên em đây các bác ạ. Mẫu này em mới lên sản phẩm này được khoảng 2 tuần thì mẫu này cũng bán được khá chạy. Đó. Cái mẫu dao chặt gà này là thứ nhất là cái bản của nó không phải giống dao bản truyền thống, và cái lưỡi dao của nó sẽ dài hơn cái sống lưng, các bác để ý thấy không ạ? Đấy, cái lưỡi dao nó sẽ dài hơn cái sống lưng này. Đấy, nó sẽ dài hơn và nó hơi vát đầu một chút. Ở đây có một cái phần ở đây là tạo lên cái mũi nhọn ở đây, thì là mình khi mà mình chặt gà mình có thể lách cái mũi của nó vào được. Đấy, mình chặt gà là mình có thể lách nó vào được. Đó. Mẫu này thì nó chỉ dày vào khoảng là 2,5 đến 3 ly, nhưng mà cái bản của nó thì nó khá nhỏ thôi các bác nhá. Rộng bản ở đây thì nó chỉ vào khoảng là 8 cm thôi, và chiều dài lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng là 22 cm. Thì cây này
nó sẽ nhẹ, nó chỉ vào khoảng 5 đến 5 lạng rưỡi thôi. Nên nếu mà các bác chặt gà mà các bác thích nhẹ ấy, thì các bác nên chọn cái mẫu này CG03TDD, nó chỉ vào 5 lạng đến 5 lạng rưỡi thôi ạ. Đấy, chặt gà cực tốt luôn mà cái lưỡi dao này nó rất là bén. Em thử nghiệm cái mẫu dao mới này thì em thấy là cái mẫu này chặt rất tốt. Chặt rất tốt và cái miếng gà nó không bị nát. Cái miếng gà nó không bị nát này, cái xương của con gà nó lại không bị vỡ nữa. Chặt nét luôn. Đấy, chặt thịt gà cực nét luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ giới thiệu tiếp theo đến mẫu chặt xương ở trong bộ này các bác nhá. Đây, dao chặt xương DCX05. Nhìn nó hơi giống cái chặt gà đúng không ạ? Đây, các bác nhìn lại nhá. Nhìn hơi giống mẫu chặt gà này. Thế nhưng mà chặt xương này nó sẽ dày hơn. Đó, dày hơn. Đây, cái sống lưng của nó sẽ dày vào khoảng 5 ly. Đó. Và cái lưỡi dao này thì nó sẽ dài vào khoảng là 22 cm. Bản chiều dài của lưỡi dao ấy, nó sẽ dài vào khoảng 22 đến 23. Và rộng bản ở đây thì nó sẽ là 9 cm. Đó. Thì cái cây này thì chuyên dùng để chặt xương. Ví dụ như nhà mình mà có trẻ con này, mình có thể dùng để chặt xương ống này, xương gọi là xương gì? Xương sống xương ống này, xương sống này, xương sườn này. Đó là mình dùng mẫu này các bác nha. Dùng mẫu DCX05LD này, chặt xương rất là ok luôn. Đó. Em đã giới thiệu xong tới mọi người bộ 4 dao chống dính. Ngày hôm nay em giới thiệu tới mọi người nhá, là bộ đây là bộ 4 dao chống dính. Tại vì em thấy có rất là nhiều các bác hỏi về bộ dao chống dính, thì hôm nay em sẽ set lên một bộ 4 dao chống dính ở đây. Mà em thấy là khi mà em bán hàng, em tư vấn cho các bác là các bác rất là ưng ý, rất hài lòng. Bởi vì là khi mà cái anh bảo là có khách hàng nói là tư vấn cho anh một bộ dao chống dính 4 con, 4 đến 5 con, thì là em lấy những mẫu này ra thì là các bác đều ok ngay. Đấy, ok và chốt ngay. Nên là em cũng quyết định là sẽ làm một clip về các bộ dao chống dính. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người là bộ 4 dao chống dính ở đây nhá các bác nhá. Ngoài ra thì các bác có thể là chọn những mẫu dao khác để mình cảm thấy là hợp lý hơn hoặc là đẹp hơn này. Đấy thì các bác có thể là để lại số điện thoại cho em nhá, ở dưới bài viết này này, để lại số điện thoại cho em thì em sẽ gọi lại và tư vấn cho các bác chi tiết hơn, hoặc là chọn cho các bác những mẫu dao khác phù hợp hơn và các bác cảm thấy nó đẹp hơn. Đấy, các bác để lại số điện thoại ở dưới bài video này giúp em. Hoặc là các bác có thể điện thoại cho em cũng được. Số điện thoại của em là 0987 240 733. Trang web của hợp tác xã Dao Phúc Sen là htxdaophucsen.com hoặc là daophucsen.vn các bác nhá. Đó, thì bây giờ em sẽ xin phép được kết thúc bộ 4 dao chống dính ở đây. Nếu mà các bác cần tư vấn gì thêm thì nhớ alo cho em nha. Mọi người xem clip nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.